Xin chào tất cả mọi người. Nội dung của cái bài đàm thoại này là một buổi phỏng vấn ngắn giữa một sinh viên với một bà khách hàng. Và tôi thiết nghĩ là trong bài này nó có những câu hỏi, những câu trả lời mà chúng ta có thể áp dụng được cho bản thân mình. Và trong bài này cũng có một số những cái điều mà chúng ta vừa mới học hoặc là chưa học, nhưng mà tôi nghĩ là rất là thực tế, có thể học ngay. Và tôi gạch dưới, xin các anh chị để ý mấy cái chữ gạch dưới ạ. Và tôi sẽ làm như mọi khi, tôi sẽ dịch, rồi sau đó đọc lại một lần khá chậm và một lần khá nhanh. Pardon madame, je suis étudiant dans une école de marketing. Dạ xin lỗi bà, tôi là sinh viên của một trường marketing. Tôi xin nhắc lại chữ pardon nhé. Pardon có thể dùng trong trường hợp là mình phạm lỗi với ai, mình đạp vào chân ai, mình đụng vào ai thì mình xin lỗi, cái đó là lỗi của phần mình, pardon. Có thể là mình nghe không rõ, người ta nói cái gì mình nghe không rõ, mình hỏi pardon. Và ở đây mình gợi cái sự chú ý của người ta không để ý tới mình, người ta không sẵn sàng nói chuyện với mình, thì mình nói pardon để gợi cái sự chú ý của người ta. Xin lỗi bà, tôi là sinh viên. Thưa các anh chị, tôi là sinh viên. Sinh viên chưa hẳn là một cái nghề, nhưng mà nó là nằm trong cái phần việc mà chúng ta đang đảm nhận đó. Cũng như ở đây này, tôi là kế toán viên, tôi là người về hưu, rồi tôi là người đi tìm việc, người thất nghiệp, đều là cái dạng này, không có mạo từ. Dạ xin lỗi bà, tôi là sinh viên của một trường marketing. Je fais une enquête auprès des clients dans ce magasin. Tôi đang làm một buổi điều tra, une enquête, nơi các khách hàng của cái cửa hàng này. Magasin là phải có một quy mô lớn các anh chị nhé. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta là Bách Hóa Xanh, là Thế Giới Di Động, là Nguyễn Kim, vân 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 vân, không phải là siêu thị, cửa hàng rất lớn. Je peux vous poser quelques questions. Je peux, verbe pouvoir. Verbe pouvoir, xin nhắc lại các anh chị, nó có ba cách dùng. Cách thứ nhất là khả năng. Tôi có thể bơi, tôi có thể đạp xe, tôi có thể lái xe, đó là khả năng. Rồi cái thứ hai nữa là có quyền, được quyền, được phép. Bạn được phép ở lại cái phòng này, bạn được phép đặt câu hỏi. Và cái thứ ba, đây là lịch sự này. Tôi có thể đặt cho bà pose, cái nghĩa cụ thể là đặt cái món đồ gì ở nơi nào. Đặt một câu hỏi cho bà, một vài câu hỏi được không? Thưa các anh chị, trong lớp thì chúng ta không dùng kiểu này nhé. Thầy giáo ơi, em có một câu hỏi. Professeur, giơ tay lên. Professeur, j'ai une question. Động từ avoir. Thưa thầy, em có một câu hỏi. Ça dépend, cái này chưa học, các anh chị dùng luôn. Ça dépend, tùy. Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre, prendre là động từ to take trong tiếng Anh. Nó sẽ lấy đi bao nhiêu thời gian, tức là sẽ mất bao nhiêu thời gian. Đây là future pros. Và future pros hay dùng trong khẩu ngữ. Chúng ta đã nói rồi phải không ạ? Combien de temps, combien de, combien de, các anh chị nhớ nhé. Nó đi chung với nhau, tôi gạch dưới từ combien cho tới de này. Và sau đó là danh từ. Combien de temps. Oh, une minute ou deux, một phút. Hay hai phút thôi. D'accord, d'accord là đồng ý. Ok trong tiếng Anh. Quelle est votre profession? Nghề của bà là gì? Thưa anh chị, cái kiểu hỏi này này là chỉ hỏi trong các cái cuộc điều tra, các cuộc phỏng vấn đó. Còn trong xã giao, trong giao tiếp, người ta dùng như thế này này. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La vie là cuộc sống. Trong cuộc sống bạn làm cái chuyện gì? Cái cách nói như vậy các chị. Je suis comptable. Tôi xin nhắc lại cái cách phát âm như con, en, comptable. Và đây cũng không có mạo từ. Tôi làm cái vòng tròn để cho anh chị thấy nó không có gì ở đây. Giống trường hợp trên này này. Vous êtes marié. Bà lập gia đình chưa? Đây là đang hỏi một bà phụ nữ. Thì ở đây phải có ơ này. Non célibataire. Các anh chị để ý mấy cái chỗ nối nhé. Tôi đọc nối này. Pardon madame. Tôi đọc chậm nhé. Pardon madame, je suis étudiant dans une école de marketing. Je fais une enquête auprès des clients de ce magasin. Je peux vous poser quelques questions? Ça dépend. Ça va prendre combien de temps? Oh, une minute ou deux. D'accord. Quelle est votre profession? Je suis comptable. Vous êtes marié? Non, célibataire. Tôi xin đọc nhanh ạ. Đọc nhanh hơn chứ không phải là đọc quá nhanh đâu. Pardon madame, je suis étudiant dans une école de marketing. Je fais une enquête auprès des clients de ce magasin. Je peux vous poser quelques questions?
Ça dépend, ça va prendre combien de temps? Oh, une minute ou deux, d'accord. Quelle est votre profession? Je suis comptable. Vous êtes marié? Non, Vous célibataire. faites du sport? Oui, je fais de l'aérobic et quelquefois je fais de la natation et du ski. Anh chị để ý là khi nói về thể thao, người ta dùng giới từ đời này. Bạn có chơi thể thao không? Có, tôi chơi môn thể dục nhịp điệu và thỉnh thoảng tôi chơi, tôi đi bơi đó. Động từ nage, đây là danh từ của động từ nage. Nage là bơi. Người ta không có nói là tôi đi nage mà tôi je fais de la natation et du ski. Hiểu ngầm là je fais du ski. Le soir, vous sortez. Buổi tối. Chữ lơ này có ý nghĩa là tất cả các buổi tối. Vous sortez, bạn có ra ngoài không? Động từ sortir, nhóm 3 mình chưa có học. Đi ra ngoài đây, sortir là đi ra khỏi nhà, đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi xe. Ở đây là đi ra ngoài để đi chơi tối, đi cine, đi uống nước, đi bách bộ với bạn bè đó. Oui, souvent, có, rất thường xuyên. Je vais au cinéma, au concert. Tôi, động từ aller thì phải đi dưới từ A. Tôi đi cine, tôi đi tới các cái buổi hòa nhạc. Et je rends visite à mes amis. Và tôi đi thăm bạn bè. Tôi xin nhắc tất cả các anh chị, cái động từ visiter mà tôi ghi bên dưới này này, chỉ đi với danh từ chỉ đồ vật. Tôi đi tham quan viện bảo tàng, tôi đi tham quan một cái trường học, một cái thắng cảnh gì đó. Đi thăm người thì chúng ta không dùng động từ này nhé, trừ bác sĩ. Bác sĩ đi thăm khám bệnh, bác sĩ mà đi tới nhà thăm khám cho ai thì dùng được, còn chúng ta không dùng được nhé. Chúng ta phải dùng động từ rendre visite à. Et vous venez souvent à ce magasin? Động từ venez, venir là đến. Như vậy cái chỗ này không phải là nhà của mình. Cả cái anh sinh viên, cả cái bà phụ nữ này đều từ các nơi khác tới đây. Bạn tới đây thường xuyên không? Souvent là thường xuyên. Ô, en moyenne, trung bình, một lần một tuần. Une fois par semaine, tôi mở rộng ra, nếu là một lần một tháng, par mois, rồi nếu là một lần một năm, par an, par an, đọc nói là par an. Depuis combien de temps, combien de, từ bao nhiêu lâu rồi, sau combien de là phải đi với danh từ và đòi hỏi phải nói về một cái quantité. Đây là quantité này, từ 3 năm. Depuis qu'il existe, chỗ này đọc nối ạ. Ở đây các anh chị thấy được quý đi sau là danh từ. Ở đây đi sau được quý cờ thì phải đi sau bằng một mệnh đề. Từ 3 năm hay là từ năm 2015 là danh từ nhé. Còn được quý cờ là phải một mệnh đề. Một mệnh đề là như thế này này, chẳng hạn như, kể từ khi có cái tuyến xe buýt chạy ngang ngang qua nhà tôi thì tôi không đi xe máy nữa, tôi đi xe buýt. Kể từ khi mà có một tuyến xe buýt chạy ngang qua nhà tôi thì tôi không đi xe máy nữa, tôi đi xe buýt. Như vậy nó là cả một cái mệnh đề đấy các anh chị, không phải một danh từ. Et qu'est-ce que vous achetez en général? Qu'est-ce que vous achetez? Vẫn là cái cấu trúc đi với động từ VT này. Thế bạn mua cái gì? Nói chung bạn mua cái gì ở trong cái siêu thị này? En général, j'achète de la nourriture, du détergent, du maquillage et parfois des vêtements. Đây là động từ acheter thì sau đó phải là article participe, bảo từ từng phần. Tôi mua lương thực, tôi mua các cái chất tẩy rửa, tôi mua các cái vật phẩm, các cái sản phẩm để mà trang điểm, trang sức, và đôi khi tôi mua quần áo, de la, du, de. Chữ vêtement đọc chậm thì có 3 syllabe, đọc nhanh thì chỉ còn có 2 syllabe rồi thôi. Vêtement. Bỏ chữ ơ này đi ạ. Vêtement. Vous faites du sport? Oui, je fais de l'aérobic et quelquefois de la natation et du ski. Le soir, vous sortez? Oui, souvent. Je vais au cinéma, au concert et je rends visite à mes amis. Et vous venez souvent à ce magasin? Oh, en moyenne, une fois par semaine. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans, depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général? En général, j'achète de la nourriture, du détergent, du maquillage et parfois des vêtements. Vous faites du sport? Oui, je fais de l'aérobic et quelquefois de la natation et du ski. Le soir, vous sortez? Oui, souvent.
Je vais au cinéma, au concert et je rends visite à mes amis. Et vous venez souvent à ce magasin? Oh, en moyenne une fois par semaine. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans, depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général? En général, j'achète de la nourriture, du détergent, du maquillage et parfois des vêtements. Ở trong phần trước bà phụ nữ trả lời là tôi ở đây tôi mua lương thực, tôi mua các cái chất tẩy rửa, tôi mua những cái đồ để trang điểm và đôi khi mua quần áo. Anh sinh viên hỏi tiếp, vous achetez des fruits et des légumes, bà có mua trái cây và rau không? En général, non, nói chung là tôi không có mua. J'achète des fruits et des légumes au petit marché à côté de chez moi. Tôi mua trái cây và rau ở cái chợ bé bé. À côté de chez moi, ở bên cạnh, à côté de, ở bên cạnh, chez moi, nhà tôi là cái nơi tôi ở đó. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin? Đây là chúng ta lại gặp cái cấu trúc này nữa này, động từ này là VT. Bạn thích cái gì nhất, le mieux, tốt nhất trong cái cửa hàng này? Sa situation, cái vị trí của nó, c'est situé entre ma maison et mon travail. Nó nằm, nó được đặt chỗ đó, ở giữa nhà tôi và cái nơi tôi làm việc. Entre là tiếng Anh là between, đây là hai giấy từ nằm ở giữa. Chẳng hạn như nhà tôi nằm giữa, một bên là tiệm thuốc tây, một bên là tiệm bán quần áo, nằm ở giữa. Donc c'est très pratique pour moi, như vậy rất là tiện cho tôi. Đây là một adjective các anh chị nhé, cái adjective này các anh chị nên dùng. Trong ngày thế nào mình hay dùng cái chữ này? Một người Pháp hỏi, tôi thấy bạn đi xe máy nguy hiểm quá, tại sao bạn không đi phương tiện khác? Tôi biết đi xe máy rất là nguy hiểm, bị mưa, bị nắng, bị bụi, nhưng nó rất là pratic, nó rất là tiện. Nếu tôi đi xe buýt từ đây tới Tân Bình, tôi đi dạy Tân Bình, tôi phải đổi 4 lần. Tôi đi xe máy thì nó hơi mệt, nhưng mà đi thẳng cái là tới. Rất là tiện. Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Cái này là ngược với bên trên cái chị này. Chúng ta để ý vậy thôi nhé, mai mốt sẽ có dịp học lại. Cái này là cái so sánh, cái gì bạn thích ít nhất, do đó người ta không có dùng. Cái gì mà bạn ghét nhất ở đây, người ta không dùng chữ ghét. Thích nhất, thích ít nhất, tức là không thích đó. Le prix, giá cả. Ở đây tiện nhưng mà giá cả hơi bị cao. Merci de votre compréhension, madame. Cảm ơn sự thông cảm của bà. Tôi để ý hai cái mũi tên này. Chữ M mà đọc là N, chữ H này cơm. Do đó cái chữ này phát âm là compréhension. Compréhension. Merci de votre compréhension. Au revoir et bonne journée. Chỗ này tôi để ý nhé. Đây tuy là hai từ riêng biệt nhưng mà nó luôn luôn nó đi chung. Au revoir, không ai nói revoir hết. Au revoir. Rồi đó người ta coi nó như là một cái tổng thể. Như vậy cái chữ R này, cái âm ơ này nó nằm giữa số 1 và số 3 và nó không có đọc. Như vậy chỉ còn có hai thôi. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir et bonne journée. Bonne journée. Như vậy chúng ta giả thiết ở đây là hai người này đang nói chuyện vào buổi sáng, đầu giờ sáng, còn cả một ngày. Chào bà, chúc bà một ngày tốt lành, từ đây cho tới tối, một ngày tốt lành. Je vous en prie, chữ âm này không có nghĩa các anh chị, không nghĩa gì hết. Đây là một cái cách nói, khi người ta cảm ơn mình, thì mình trả lời, je vous en prie. Tôi xin đọc một lần chậm. Vous achetez des fruits et des légumes? En général, non. J'achète des fruits et des légumes au petit marché à côté de chez moi. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail. Donc, c'est très pratique pour moi. Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Les prix. Merci de votre compréhension. Au revoir, madame. Bonne journée. Je vous en prie. Vous achetez des fruits et des légumes? En général, non. J'achète des fruits et des légumes au petit marché à côté de chez moi. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail. Donc, c'est très pratique pour moi. Qu'est-ce que vous aimez le moins? Les prix. Alors, merci de votre compréhension, madame. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie. Xin chào các anh chị.